xin chào mọi người, mình là Zeron và chúng ta cùng đến với video Minecraft Bedrock. Yes, trận tiếp theo của Minecraft Bedrock đã được bắt đầu. Bây giờ mình đã có gọi là chơi thử vài trận rồi. Bây giờ mình đã rút được kinh nghiệm, đó chính là bỏ vàng vào đây, bỏ vàng, bỏ sắt, không phải bỏ sắt mà bỏ vàng, bỏ kim cương, bỏ emerald vào đây để các bạn có thể bảo vệ nó, để các bạn khi các bạn có bị đánh rơi, các bạn không phải bị mất. Mình khá là thích cái điều này. Và chứ đầu tiên chúng ta sẽ mua block. Chắc chắn rồi, đó là điều chắc chắn đối với mình rồi. Sẽ mua block. Đi ra dùm cái, mua đồ cái coi. Ok, 42. 42 cộng chúng ta có thể upgrade lên, boom. Tuyệt vời đó các bạn. Tuyệt vời đó các bạn. Ok, mình nhấn lên đây cả. Ok, yep. Chúng ta có thể mua thêm một cái kiếm chăng? Mình nghĩ là vậy. Red team đã đi ngoài đây rồi. Mình sẽ đi qua bên đây. Mặc dù bên đây có blue team nhưng mà không sao, qua lại lấy đồ của blue team luôn. Yeah. Ok, đặt chéo như thế này, chúng ta sẽ qua bên đây nhanh thôi. Boom. Ok, tire 1 khá là chất đấy. Boom. Ok, let's go. Thằng này nó đồng đội mình sao chơi chó vậy ta? Nó định ám sát mình à. Ok, nãy nó định ám sát mình đấy các bạn à. Ám sát mình đấy. Ok, let's go. Đi làm việc tốt nào. Ok, một đội đã ngã, boom. Đánh nó bằng cây rìu. Các bạn à, oh what? Blue team tới luôn à, yes, mình đã hạ một cái giường rồi. Tuyệt vời. Chúng ta có mình đã hạ được một người rồi, bằng cái giường rất là nhanh và gọn lẹ luôn. Bây giờ mình sẽ mua cái này. Yep. Chúng ta có đồ ngon rồi các bạn ơi. Bỏ cái này vào đây. Yes. Mình bá đạo thật chứ. Ok, let's go. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Mình qua giết nốt hai thằng còn lại của team Green nè. Tuyệt vời đấy. Ok. Ow. Ôi. What the? Cái nút của mình bị cái gì vậy? ok, làm lại. Ta sẽ vứt cái này vào đây. Nó đã chuẩn bị sẵn cung rồi. Nói chung là mình bị sẵn cung rồi. Chúng ta phải gọi là có cách gì đó để mình ý gì Unity bật lên, tắt đi. Chúng ta sẽ bật lên một cách. Ôi, còn một người thôi. Ok, thằng này bảo đảm có kiếm luôn. Hay lắm. Yeah. Hay lắm. Ok, thằng này qua đây rồi. Oh my god, mình có thể làm được cái quả nhảy này thì thật sự bá đạo rồi. Boom, và chúng ta đã có 4 cục sắt, 4 cục iron các kiểu. Chúng ta chạy về, hoàn thành việc giết được tem xanh. Thật là tuyệt vời, tem blue cũng ngã luôn rồi. Rất là bá đạo, rất là bá đạo. Chúng ta có thể upgrade, boom, vào đây. Chúng ta sẽ có được một cái vàng máy khủng khiếp. Một cái vàng sản xuất kim sắt và vàng một cách khủng khiếp, bá đạo. Và chúng ta có thể mua Iron Golem. Iron Golem. Mua cái này luôn. Mua cục vàng à. Mình nghĩ không nên mua. Mua cái này và boom. Wow. Tuyệt vời đấy. Tuyệt vời ông mặt trời đấy. Nghĩ là rất là tuyệt. Ok. Bây giờ cái này thì vứt vào đây được không? Không được rồi. Cái này ok. Bây giờ vứt vào đây. Chúng ta là có cái máy sản xuất đồ rất là ngon stream ngon lành. Một cục emerald thì mình không biết phải mua cái gì hết nên là chúng ta sẽ để lại. Và chúng ta cần 4 emerald mới có một cái này là ok, let's go. Ở đây có cái gì vậy? Ở đây thì có mấy quai cầu lửa ở đây. Team Red đang ở đây. Bên nhà mình sẽ về nhà mình mua thêm block. Mình đang rất cần block đây, mình quên mất vụ này. Chúng ta sẽ mua block. Ok, vô. Chúng ta không nên lãng phí bất cứ thời gian nào chúng ta đang có. Ok, bây giờ sẽ đặt qua đây một cách nhanh nhất có thể.
Làm ơn những thằng đồng đội đừng có troll 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 ba cái troll đồ quỷ á, troll hoài. Hồi nãy anh kia đập cái block vàng mình tưởng là mình té xuống luôn rồi. Oh my god. Ok ok. Qua đây qua đây qua đây. Boom boom boom. Qua đây. Ok, có thằng kia nó upgrade được cái đồ gì rồi. Đồ protection 1 rồi các bạn. Khá là chất đấy, mày hay lắm. Mày chết đấy. Ok ok. Ok, không có ai ở nhà thì mình qua mình giết thôi. Ok. Ok, dập. Qua cái nhẹ nè. Boom, nổ rồi. Ok. Ô mình dính cái bẫy rồi, Hình như nó đặt bẫy mình. Oh my god. Ok. Ô! Oh, ngã rồi. Thằng mạnh nhất đã ngã rồi. Bay chứ. Ô. Bu bu. Ô. Ô ô. Ô ô ô ô. Ô, thằng này a. À. Mình chỉ cầu một tí thôi mà đã có thể làm việc rồi các bạn. Mình làm được những điều mà mình không thể nào làm được. Oh my god, chất vãi. Ok ok ok, bây giờ chỉ còn việc còn lại là giết người thôi. Let's go. Rồi chứ chưa let's go được. Mình còn phải mua đồ nữa. Mua thêm block này. Đáng là vậy. Nhà nó không có chỗ trắng. Mày hả bưởi. Chơi với anh này. Ok, đặt ra giữa chơi nè. Chúng ta cần vàng, đúng rồi nhỉ, chúng ta cần nhiều vàng để chúng ta có thể upgrade lên cái đồ đồ sắt trong nó. Như là đồ vàng thì như là 12 gold. Ok, 12 gold. Thấy còn không? Hết rồi. Ok, chúng ta sẽ chờ một tí để cho vàng nó ra một lượt rồi chúng ta có đồ ngon chúng ta chơi nè. Mình không biết là tụi nó đang ở đâu hết. Ok, đồng đội mình đang dí một cách rất là miệt mài nha. Đồng đội mình hay phết chứ đùa. Ok, go 13 cục rồi. Rồi còn thiếu cục nữa. No. Đã cần phải upgrade lên chứ. Chúng ta không cần upgrade cũng được. Ok, đi đánh nó luôn nè. Đi đánh nó. Mình thích đi đánh nó hơn. Hồi nãy mình có fireball, hồi nãy mình không chịu chơi nhỉ. Oh my god, mình hoặc là một cái pha sơ suất của mình. Ok. Té. Rồi, lắc, boom, victory. Ôi rồi, trận đấu dễ dàng nhất mà mình từng chơi. Yeah, GG. Ai nhiều giết nhiều nhất, ồ, Zalo win, yes. Yeah, trận thắng rất là dễ dàng với Zalo của chúng ta. Trận thắng đầu tiên trong series Minecraft Battle của Zalo. Ok, chúng ta cần bắt đầu trận. Ok, let's go. Trận tiếp theo của chúng ta. Tem đỏ mới vô win 2 thằng rồi. Thôi rồi, tem đỏ chi kỳ vậy. Đi cho lại tem đỏ. Ui, tem xanh lại win thêm thằng nữa. Nó kêu nó thoát phòng mấy bạn. Mấy thằng này chơi kỳ quá. Không vui. Ok, mới vô, mua một cái kiếm nào. Let's go. Boom. Ha. Chúng ta có thể mua được cái bộ đồ nó 12 cục rồi. Quay quá. 12 cục lần á. Ok, 15 cục rồi. Đấy. Ok. Yep, mới vào. Ok, lên quần rồi, yeah. Tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta sẽ mua block và chúng ta sẽ đặt ra bên mid. Búp. Obsidian còn 4 cục emerald, ok. 4 cục emerald. Chúng ta sẽ chịu khó, chúng ta sẽ lấy được 4 cục emerald thôi. Tem rin. Chúng ta lá cây, lá chuối gì đó. Hoặc là các bạn hay gọi đây là tem xanh lá giỏ mít cũng giỏ gì vô mất tiêu rồi ta. Giỏ chanh nha, lam đúng rồi, cái chanh ấy, giỏ chanh đấy, tên chắc phải đây. Ok, không sao hết, bây giờ mình sẽ về nhà, chúng ta sẽ bắt đầu pop. Ôi ôi, tiếng mình bật mình đang chạy cái mình ấn e lên. Ôi bye. Ok, về giờ chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ mở cái này vào trong cái đó. Ok, giờ trong cái này này. Ok, let's go. Chúng ta cần nếu muốn mua block gỗ thì cần bao nhiêu ta? 6 cục vàng à. 6 cục vàng, ok. Ok đấy. 6 cục vàng để mua block gỗ thì cũng không thành vấn đề. Block gỗ thì nó cũng gọi là khỏe hơn cái block kia thôi. Ok, mình sẽ tăng cái tầm nhìn render distance lên để cho tụi nó, mình sẽ thấy được tụi nó nhanh hơn. Tại vì mình nghĩ là ok, mình đấy
Ok, 6 cục rồi, nó sẽ mua được block gỗ, block gỗ. Ok. Ok. Tại vì các bạn muốn block gỗ quấy, các bạn phải đặt cái này này đấy. Thì nó mới được. Thế này này, bụp bụp bụp. Bụp và bụp. Dùng cái quan tài luôn. Hoài hài à, hài ấy. À. Ok, hai cục này chúng ta có thể làm được cái gì đây? Oh, chúng ta có speed poison, chúng ta có invisible poison. Chúng ta sẽ mua invisible poison và speed poison. Cộng thêm đó chính là cái cây này. Invisible poison 30 giây. Thêm cái kia nữa, hay lắm. Ok, bây giờ mình sẽ qua team nào nó đặt, dám đặt cái đây là mình qua hết. Đầu tiên là Invisible Poison. Thứ hai là Speak Poison. Wait, what? Bụp. Cái này cút ra cái đi. Ok. Wait, what? Làm sao để Mình không loại bỏ được cái đồ của mình ra. What the heck? Vai. Ok, bét nhà bị hư nè bạn ơi. Wow, yes. Một thằng ba boom. Yeah. Chiến thuật bá đạo vai trượt. Ủa, mình không biết tại sao kiểu như mình không thể nào tàng hình được à? Hay có vấn đề về đó với cái lọ tàng hình của mình ta? Không rõ cho lắm. Cái này là đầu tiên mình sử dụng. Bây giờ thì mình có thể sử dụng thoải mái. Mua thêm wood. Ok. Và cái cây này là cây picket. Ok, giúp ngon trem. Chúng ta khi chúng ta đã mua được cái cây này thì nó sẽ có luôn các bạn ạ, nó sẽ không mất. Như là cũng khá là tiện đối với chúng ta. Ok, chúng ta có một cục này. Ở nhà nữa là hai cục và tem Zero đã bị triệt hạ hết rồi. Rất là vui, khá là vui. Ok, hai cục. Về nhà ăn Tết. Ok, hết Tết rồi thì về nhà mua đồ. Mình sẽ để quên đây. Tuyệt vời. Ok. Boom. Wait, what? Ok, hồi nãy mình xài mất tiêu rồi. Eo, mình tưởng mình còn chỉ hai cục đó cơ. Bye. Ok. Không thành vấn đề, không có gì để lo hết. Mình sẽ đặt qua đây. Hy vọng thằng này nó không qua đây, nó giết mình. Nó định assassin mình, ám sát mình. Ok. Mình chỉ muốn qua đây mình lấy đồ thôi. Cho tôi qua nhá. Nãy giờ không qua ra đây nên là mình nghĩ là ok, 5 cục qua đấy. 5 cục rồi đấy, chúng ta sẽ về nhà upgrade cái máy nó lên. Cái máy lấy vàng và sắt của chúng ta lên. Chúng ta sẽ có được đồ ngon thôi. Boom, upgrade, bam. Bỏ vào đây. Đấy, chưa gì vàng ra một đống rồi. Ổn đấy chứ các bạn. Ra nhiều thì càng tốt thôi. Bây giờ mình sẽ mua thêm block này. Qua đây. Lấy mấy cái này hết. Không quay vào đây hết. Rất là tốt. Chúng ta có 20 cục emerald. Chúng ta sẽ chờ ra ngoài đó và lấy. Chúng ta sẽ chờ thêm một tí. Hoặc chúng ta vào đây chúng ta sẽ lấy thêm kim cương. Mình nghĩ chúng ta cần lấy kim cương. Ok, đi thôi. Mình linh cảm, mình luôn tin cảm vào linh cái gì đó của mình, gọi là gì ta? Mình luôn tin vào linh cảm của mình. Đấy, Diamond Upgrade lên Generation 2. Khá là tốt. Tire 2 chứ xem cảm lại. Trong đây đọc là Tire chứ không Generator hay Generation trong Money World. Nhưng mà tại sao có hai cục vậy? Ồ vãi, nãy giờ còn cái tem kia. Thằng tem mình hóa ra cũng có tem mình qua đấy luôn. Ok. Nó bao nhiêu vậy? 23 giây một cái. Không tệ. Nó đang xây bằng cái block wood này thì mình có thể gọi là mình nghĩ mình có thể phá nó dễ dàng thôi. Mình chỉ cần một quả fireball của mình chứ mình có thể đánh được nó. Quay nhiều thế. Ok, heal pool. Hit a trap, một cục thôi à. Ok, generation 5. Up cho nguyên một team đấy. Boom. Yeah.
úp cho nguyên một team thì mình không việc gì phải ngại cả. Và chúng ta sẽ mua thêm một cái trap bùm đặt ở nhà. Khi mà các bạn vào đây thì nó sẽ tự động bật đen lên, nhưng mà bạn ấy thật sự đập 7 ấy. Ok, chúng ta sẽ mua ok, không qua qua đây chứ, không qua qua đây chứ. Ok, let's go. Mình đi đâu đây, mình đi đâu đây? Ồ, đúng rồi nha, mình sẽ mua Fireball. Mình hay quên mua cái đó lắm. Nhưng mà ok, bây giờ mình sẽ mua 150 cục cái này. Ok, đặt ở nhà chơi cho nó đỡ chán. Chúng ta cần 40 cục sắt để chúng ta có thể mua cái Fireball. Fireball còn 40 cục. Ok, chúng ta đang có 7 cục vàng, mình sẽ bỏ vào đây. Đa phần trong đó mình sẽ để vàng. Ok, để chia để vàng thôi. Nên là giúp mình có thể mua TNT cũng được. Mình có thể mua TNT. Mình có thể đặt 7, không phải đặt 7 mình sẽ đặt cái một cái số quả bom trên trời rơi xuống. À, cũng có lý, cũng ngon. Ok, bây giờ cái team gần mình nhất đó chính là cái team blue. Team blue hiện tại bây giờ không ai bảo kê hết. Mình có thể, ôi rồi ôi, tem lửa, tem đỏ nó bắn lửa qua kìa các bạn ơi. Phải. Ok ok. Boom. Wait what? Nó đang đặt, nó đang làm một cái gọi là giống như một cái bẫy ấy. Mình sẽ đặt qua bên. Mình nghĩ nó sợ mình, để chỉ sợ nó có cung thôi. Có cung không? Ôi rồi, mình bắn quả đây fail quá. Mình canh quá gần, phải canh xa thêm một tí để cho nó qua. Ok, biết ngay mà. Nó chưa về về, nó mua cung rồi. Ok, hên quá mình rồi. Lúc mà mình đi, mình đã bỏ hết đồ ở nhà. Giúp về nhà lấy cái mod này đấy. Trời ơi, bày luôn một đống luôn, đã quá. Chúng ta có thể từ đây chúng ta có thể mua thêm những quả fireball, những cây này. Ok, chúng ta có thể có một cuộc đấu cung rất là bá đạo ở đây. Mình em sẽ đấu cung với nó. Wow, chết được đấy. Tem đỏ nó đã bảo vệ bảo kê rất là tốt rồi. Bây giờ mình cần bao nhiêu cục? Mình sẽ mua NDP 4 cục Emerald. Ok, 4 cục Emerald để mua quả NDP bay thẳng lối nhà đó vô. Thực sự công thực tại chút nào. Chúng ta cần phải upgrade một cây sắc nét. Mình đoán là vậy. Sắc nét. Bây giờ mình sẽ mua này vào mũi tên. Ok. Đây lại có tiếp tục vàng. Mình sẽ mua thêm nhiều mũi tên lên. Ok, ngon. Chúng ta sẽ mua thêm block luôn. Mình có hay quên mua block. Mình sẽ mua 2 stack. Ok, giúp kết cái này vào đây. Bây giờ thì chiến dịch bắt đầu. Hello. Qua đi về hoài mệt vãi. Ok. Có định đi qua bên kia không bạn ơi? Bạn có định đi qua bên kia không? Mày hả bưởi? Té. Mày hả bưởi? Rồi, không có đồ cho mình luôn. Này, khứa thiệt. Đem xanh đúng khứa. Không có gì hết. Buồn quá, làm đây rất buồn. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua bên Blue. Mình khá chắc bên Blue nó chưa làm gì đâu. Ok. Mình chỉ sợ qua Blue cái thằng Red nó thấy vậy nó tới thôi. Ok. Vãi. Búp. Oh my god. Có cung không ấy? Có cung không ấy? Boom. Ok. Thằng kia đâu? Ôi, thằng này còn quay về nữa. Trời ơi. Sao lại quay về? Lại qua luôn là ngon rồi. Vãi. Ok, chúng ta lại phải bỏ tiền ra mua lại cái này. Thằng đội khốn thiệt chứ, nãy mình đã bay qua bển luôn rồi, nó chạy về. Bay trường. Ok, lấy mấy cái này để mua thêm cung tên à.
Ok, đi thôi. Ồ không, chúng ta còn phải mua thêm block nữa. Mua thêm block, 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 block. Boom. Ok. Chúng ta cần phải để ở nhà. Hồi nãy mình làm mất một cục cái kia rồi. Shit. Không vui chút nào. What the, what the, what the, what the. Tại sao thằng Blue lại đứng ở đây nhỉ? Nó không sợ nó chết à? What the hell. Ok, lấy một cục. Ok. Thằng đỏ này chết là nhiều tiền. Yeah. Nhiều tiền không? Để coi trong người đó. Shit, nó có hết tiền rồi. Oh my god, hết hồn. Hết hồn. Thằng xanh này chết là nhiều tiền. Oh shit, nó không giữ một cái đầu cắt bạc ra trong người nó luôn á. Oh my god. Không vui. Con này con nhà ai đây? Búp, con nhà mình. Ok, mình đã có emerald râu. 5 cục emerald nè. Upgrade cái gì đây? Hồi nãy mình thấy không, mình cần phải mua chứ phải upgrade. Mình cần phải mua một cục ender pearl. Ok. Chúng ta cần có một cái gì đó nữa không? Chúng ta phải cần một cái pickaxe thật là xịn nha. Không được giỡn nha. Cái pickaxe nó xịn là cũng khoảng 12 gold. Hơi đắt một tí nhưng mà giúp mình sẽ mua cái này. Cái 4 thôi. Cái 4 thôi. Cái 8 chứ nhỉ? Cái 8. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình chờ. Ok, mình đã lên được 5 cục rồi, 6 cục rồi. 7 cục rồi. Còn cục nữa. Cục đó nào. Cục thôi. Ở đây đây. Đấy, đủ rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên nhà bên kia. Chiếc khả ơi. Nhầm hoài. Đấy. Cho đấy. Mình đã có một cục ender pearl, mình có thể bắn rất là chất lừ. Đi qua thằng Red trước. Thằng Blue đang bị đe dọa thì mình cũng kiểu ok, không khe cho lắm, nhưng mà mình cần phải giết thằng Red. Thằng Red là gọi là cái thằng là xây dựng binh lính đang gọi là hùng mạnh nhất ở đây. Ok. Sẽ bên trước, qua bên trước, qua bên trước, qua bên trước. Thật sự mình muốn có thêm một cái gọi là tàn hình có invisible cơ, nhưng mà giúp. Oh my god. Oh, Red team. Ok, boom, một thằng. Whoa. Bậy rồi. Yeah. Những nào còn lại sẽ không về nhà được đâu. Mình cái chắc là như vậy luôn. Mày thì Red này. Tới số mày rồi. Ok, cái knock back. Boom, Red vẫn chưa chết. Shit. Mình có một cái chỗ để mình lấy kim cương rất là chất lừ của Red đang ở đây đây. Aha, lấy kim cương này. Bad. Ui, destroy. What the frick. Không vui. Tin đồ, bad news. Không vui, ôi dồi ôi. Thằng Red này nó bá cái vậy à. Nó bay vô, nó đánh tem mình sắc mặt lo luôn. Hay lắm. Thằng Red này hay lắm. Biết nhà nó bể rồi thì nó cũng kiểu YOLO luôn. Thế thì mình cũng YOLO luôn đây. Red ơi, ra đây đây anh này. Đâu rồi? Red đâu? Đây ở nhà mình à. Ok, bet với Detroit bỏi thằng nào đó. Red đâu? Red đang ở đây. Ok, boom. Ok. Oh, một màu. Oh no. Một màu. Oh my god. Buồn quá. Vậy trận này có thể đem xanh thành chiến thắng. Thằng này đang là thằng thất thủ nhất và cũng và thằng này đang thắng. Tại sao lại như vậy nhỉ? Oh my god. Ok, cảm ơn các bạn đã xem Minecraft Pedro của mình và mình hy vọng các bạn sẽ ấn nút like và subscribe đăng ký kênh của mình, và mình chúc các bạn ngon ngày tốt lành. Đừng quên hãy chia sẻ video này hộ mình nhé, tại vì mình muốn có động lực để mà làm tiếp tập tiếp theo của Bedworld. Goodbye.